tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng hát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng hát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Cái gì mà dữ vậy trời, xách cái vỏ mà như muốn tập tạ luôn vậy đó. Bởi công nhận sướng thiệt, làm bảo vệ chung cư này bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mình mới được hưởng cái giây phút huy hoàng này. Bởi mình cứ nói, mình cứ cố gắng làm việc rồi mọi người sẽ thương yêu mình. Đâu, mọi người tặng cho mình ổi à? Cái này chắc là tốt cho bao tử đây. À tính. Sao? Hello em. Rồi, cái này mà ăn với mắm me là xuất sắc. Rồi có đu đủ nữa nè. Ê, đu đủ này là hầm với xương là ăn bổ rồi, tốt, có sữa dữ lắm nè. Ủa sao tặng anh mà tặng cái đồ hầm cho nó có sữa là sao? Ê ê, em tổng hợp là em nhìn đi thấy giống mâm ngũ quả không? Cái gì mà có xoài, có đu đủ tùm lum hết trơn á, mà anh không hiểu sao luôn á, mà tự nhiên bữa nay anh đi tới đâu á là dân trong chung cư á, mọi người chạy tới đưa đồ ăn cho anh, rồi mọi người chào đón anh, bắt tay rồi hả, xúc có người xúc động mà khóc luôn em. Vậy đúng hả? Ừ, ngày hôm qua có mấy người còn cho anh lần nào là đông trùng hạ thảo mắc tiền lắm. Ồ. Rồi cho anh cái gì mà mấy cái con hào biển gì ngàn năm gì ghê lắm, mà nghe nói con hào nó sống trên núi. Mà anh ghê chưa? Sao nãy giờ nghe anh kể giống như là mọi người cúng anh vậy? Cúng. Nè 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 nha, không có chù ba cái xui xẻo chưa. Ý là anh thôi. Cảm giác như là mọi người trân quý anh, em hiểu không? Y như là mà sinh nhật anh vậy đó, đi tới đâu cũng được nhận quà hết. Trời ơi, tự nhiên anh thấy hạnh phúc trong lòng, bởi anh thấy anh sống tử tế như vậy cũng có ngày được đền đáp. Dạo này á là mọi người thương anh quá trời luôn, đi đâu á mọi người cũng nhắc tới anh hết trơn á. Ừ. Cho nên á nè, anh thấy là anh nhận đóng quà cái này chỉ là một phần thôi đúng không? Đúng rồi. Ừ, đó anh thấy chưa, là bây giờ tới em cũng tặng cho anh luôn. Đúng hả? Đúng rồi, đây em có mang quà ra cho anh nè. Đó, cái này á là mẹ em hầm đó. Cái gì? Ừ, mẹ em hầm. Đúng rồi, nhìn ngon không anh? Cái này á là bổ lắm á. Em cái này nhiêu tiền? Có tính tiền không? Không, miễn phí, tặng mà. Miễn phí? Đúng rồi. Không bao giờ anh tin. Never, no. Anh bị gì vậy? Em nghĩ làm sao vậy? Bình thường anh xin mẹ em thôi một ly cà phê thôi, xin thêm miếng xíu sữa, miếng xíu đường thôi, bảo còn tính 4,000. Nghĩ sao mà mẹ em cho anh một cái tô canh mà nhìn hấp dẫn mà mắc tiền vậy được? Trời ơi, cái đó là chắc là anh nhớ lộn hay là cái gì rồi. Còn bây giờ á là trời, mẹ của em ngày xưa đã khác rồi. Nè anh ăn đi, em thấy á là do là anh làm việc quá tốt, công việc của anh á là lúc nào anh cũng hoàn thành một cách xuất sắc hết á, cho nên á là những người trong chung cư á bây giờ càng ngày càng hiểu rồi, nên là ai cũng thương anh trơn á. Rồi rồi, được rồi. Anh thấy á mọi người á tặng quà cho anh quá trời luôn. Ai được, em như mẹ em nè, mẹ em á là dạo này là cũng hiểu ra vấn đề. Dừng lại, em hiểu không? À, anh nói là đi. Biết sao không, từ sáng giờ anh ăn quá nhiều rồi, anh đi tới đâu mọi người cũng cho anh ăn hết, bây giờ nó không ăn nổi nữa thì đó, em cứ để ở đây anh... lát nữa anh sẽ đem về hết ở nhà rồi anh hầm lên lại anh ăn lại, hiểu không? Trời ơi, ăn cái này là tiêu hóa lắm đó, tí nữa rồi, nha, để đây tí anh nữa phải ăn trước mặt em á, tại vì mẹ em dặn á là phải thấy anh ăn mẹ mới yên tâm. Rồi yên tâm đi, tí nữa anh về nhà anh ăn á, rồi anh gọi FaceTime cho em coi anh ăn trực tiếp, hiểu không? Dạ, tí thì anh ăn chén thôi, còn cái này đem về FaceTime. Ừ đúng rồi. Dạ. Ừ, nhưng mà anh có cái thắc mắc, anh đang hơi nghi ngờ về mẹ em và những người xung quanh. Nghi ngờ cái gì anh? Anh đang tình nghi là mọi người đang hối lộ anh để làm một cái gì đó, đúng không? Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy? Ở trong cái chung cư này biết bao nhiêu lâu rồi mà giờ anh còn dùng từ hối lộ hả? Chứ sao mà ai gặp anh cũng đưa đồ ăn rồi cho thuốc bổ này nọ. Thì đó, em nói nãy rồi là tại vì anh làm việc quá xuất sắc, quá tốt. Đó, cái con người ở trong con người của anh á, hiểu không? Nó càng ngày càng bộc phát ra cho mọi người thấy được
cái sự tốt đó. Anh nên... biết rồi. Em mới nhấn vô cái chữ là xuất sắc và tốt, em nhấn mấy lần luôn. Vậy có nghĩa là anh làm cái gì đó sai đúng không? Anh lỡ làm cái gì sai đúng không? Cho nên là mọi người cố tình mọi người làm như vậy dằn mặt anh. Rồi hả, mọi người sẽ đưa đồ ăn cho anh rồi coi như là giả bộ, tạo một cái hiện trường giả là anh nhận hối lộ. Xong rồi ai quay phim lại, à, chụp hình lại Tớ. Rồi đuổi ra khỏi chung cư đúng không? Anh làm cái gì mà anh nghĩ quá dữ vậy? Em đã nói rồi, cái này là lòng tốt của mọi người, anh nhận thì anh cứ nhận thôi, có gì đâu mà lo. Nhưng mà hiểu không, nó không có lý do gì hết. Không có gì là lý do hết. Nhã Hoàng, Nhã Hoàng, bao nhiêu thì anh ăn cũng hết thôi, không có gì phải lo hết trơn. Bây giờ này, bây giờ em là cái người mà hả dễ thương nhất, đẹp nhất trong hai chị em á. Dạ. Cho nên là anh nghĩ là em sẽ là nói thật lòng nhất. Bây giờ anh lỡ mà anh có làm gì sai á, em kể cho anh nghe đi. Anh em biết nói anh sai. Rồi không có gì sai hết trơn á. Trời thôi ơi. Bây giờ anh nghe em đi. Thôi được rồi, anh bây giờ anh đang lo lắng quá nè, anh không biết sao hết nè, tự nhiên đang vui mà bây giờ thành lo luôn đó. Thì bởi vậy anh phải ăn thuốc bổ vô. Không, bổ nhiều quá nó cũng không tốt đâu, em hiểu không? À, chứ anh muốn em sao? Anh muốn em là kể cho anh biết đi, lỡ mọi người có giấu anh cái gì không? Mọi người rất là thương anh, cho nên là mọi người tặng quà cho anh rất là nhiều. Mọi người còn nói với nhau là như này, đó, tặng cho anh nhiều như vậy nhưng mà thế nào anh cũng sẽ ăn hết thôi. Ngày này qua tháng nọ cũng ăn hết, anh đừng có chia cho ai hết. Không, anh ăn không hết được, làm sao ăn hết được em? Ăn hết, em chắc chắn là sẽ ăn hết. Thí dụ đồ ăn đi, ừ, anh còn ăn được. Còn mấy cái thuốc bổ này nọ, nó một đống như vậy, anh phải uống từng ngày. Mà anh uống không kịp thì nó hết hạn rồi, uổng lắm. Nó không hết hạn đâu, anh uống hết mà. Sao mà không hết hạn chắc được? Chắc chắn luôn. Thôi, để đó, anh đem anh chia cho mấy anh em trong thôi, cả trường. Thôi, đừng có chia cho ai hết trơn á, đừng có chia nha. Không, mấy anh em anh khổ biết lắm. Anh biết rồi, nhưng mà ai cũng có phần của ai hết. Ủa? Của anh là anh riêng. Ủa là mấy anh em nó cũng có đúng luôn rồi, hả? Đúng rồi, nhưng mà của anh là riêng, anh đừng có chia ai hết. Chắc là... Em chắc chắn là anh sẽ hết. Thôi giờ vậy nè, bây giờ em đút anh muỗng xong. Không. Em đi vô, anh em phải đi vô. Không, bây giờ em vô em pha cho em một ly cà phê đi. Để cho anh tỉnh táo lại, bây giờ anh đang rất là lo lắng luôn. Rồi em vô xong rồi tí nữa ra là phải hết chén nha. Ừ, tí em ra là hết liền á. Em đi nha. Ừ. Rồi. Thanh Tuấn đâu đúng rồi. À, đây rồi, trời đất ơi. Thanh Tuấn. Dạ. Sao không ngủ ở đây? Dạ. Ngủ đi. Ngủ đi. À, ngủ cho có sức nha. Nha. Trời đất ơi. Cái gì mà nói cái nó ngủ thiệt vậy trời. Dạ. Con chào ông Bảy. Con ngủ tớ lâu chưa hả? Ông Bảy? Ngủ nãy giờ cũng chắc cũng sáng giờ rồi đó. Ôi, con ngủ sáng giờ ở đây luôn hả ông Bảy? Ừ. Trời ơi, giờ đầu này đầu óc con không biết con bị cái gì hết. Ừ. Nãy giờ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Ủa? Ông Bảy đang tập cơ tay, cặp khớp tay hả ông Bảy? Thấy cái này đẹp không? Dạ đẹp. Hấp dẫn không? Dạ hấp dẫn. Thích đúng không? Nhưng mà chưa biết gì trong đó hết. Thì bởi vậy ông Bảy cố tình tạo ra cái sự hấp dẫn để con chú ý đến nó. Bởi vì cái món quà ở trong đây ông Bảy muốn tặng cho con là nó rất là quan trọng. Đó ha, tăng cường bồi bổ sức khỏe nha. Nha. Ủa là bây giờ là tới ông Bảy tặng quà cho con luôn. Chứ sao nè, quà này quà quý nha. Quà này nó thiệt ra là của cháu bà Năm ở bên hàng á, gửi cho bà Năm. Nhưng mà bà Năm muốn ông Bảy tăng cường sức khỏe cho nên là đưa ông Bảy xài. Nhưng mà ông Bảy còn khỏe cho nên ông Bảy cũng chưa có cần tới. Dạ. Ông Bảy thấy là bây giờ con cần hơn ông Bảy cho nên ông Bảy tặng con. Ông Bảy. Ừ. Bình thường á con làm con hay ngủ quên trong cái ca trực á. Ông Bảy lỡ thấy ông Bảy đừng nói với ai nha ông Bảy. Bây giờ ông Bảy tặng quà này cho con á, con thấy sợ quá ông Bảy. Thôi bây giờ nói chung là con đã biết mình có lỗi thì bây giờ mình tìm cách sửa sai chứ có gì đâu. Thì đó, con tìm cách sửa sai nhưng mà ông Bảy đừng có dùng cách này để đuổi con ra khỏi chung cư ông Bảy. Không, bây giờ cái nhiệm vụ con đầu tiên á nè, con nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, con có sức khỏe đi nhé. Rồi cái chuyện gì mình sẽ tính sau. Yên tâm đi, không có sao ông đâu. Ông Bảy ơi, con không cần nghỉ ngơi đâu. Trời ơi, nghỉ ngơi là con chết luôn ông Bảy. Con phải nghỉ ngơi đi. Ông Bảy cũng bàn chuyện này kỹ với chú Ba với cô Hương rồi. Trời, ông Bảy nói với chú Ba với cô Hương luôn hả ông Bảy? Hả? Chị là chuyện này con chết chắc rồi. Con nghi lắm mà, ai cũng tặng quà cho con kiểu như là hả, cái bữa cơm cuối trước khi mà ra pháp trường vậy đó ông Bảy. Trời ơi, không có đâu, con yên tâm đi. Mọi người lo lắng cho sức khỏe của con, thương con mà. Con rất là khỏe mạnh, con không có bị cái gì hết mà bây giờ con không chịu sửa lỗi phải không? Bây giờ con cộng thêm cái lỗi lớn nhất của con là nếu như mà mọi người đã có tấm lòng với con, lo lắng cho con mà con không sử dụng hết những cái thứ này á là con có lỗi lớn lắm ạ. Dạ, con nhận, dạ. Đó, nhận nha, yên tâm nhận, bồi bổ sức khỏe đi rồi mọi chuyện gì mình tính sao,
ha. Dạ. Thậm chí là con nghỉ việc là càng tốt. Trời ơi, ông Bảy nói thẳng ra vậy luôn rồi đó ông Bảy. Ừ, tại vì sao nghỉ việc rồi mình đi đâu đó mình an dưỡng, rồi mình mới có thời gian để mình là bồi bổ, nghỉ ngơi để mình tăng cường sức khỏe, để mình lo cho chuyện đại sự chứ, đúng không? Vừa sáng giờ mà nghỉ rồi. Nghỉ việc là đúng rồi. Ủa chú Lý nữa chú. Trời ơi, cầm sổ sách như vậy là ký luôn rồi. Thôi con ký luôn cho. Có gì đâu mà con phải khóc. Con nghỉ việc vào thời điểm này là quá đúng luôn. Trời ơi, thời điểm này gần Tết mà nghỉ chắc chết đói quá. Không có gì phải chết đói á. Ở đây đã có chú ba và các cô lo rồi. 7 với 5 nữa. Đúng, chính xác. Có 7 với 5 nữa. Vậy là giờ chú ông 7 rồi bà 5 là xuống làm bảo vệ hết hả? Đúng vậy. Hả? Ủa? Tôi lớn tuổi vậy mà xuống làm bảo vệ rồi lỡ có chuyện gì sao? Tại vì cô chú ở đây đã họp rồi, đã quyết định rồi. Phải chăm lo cho tương lai của mầm trẻ sau này. Đúng. Cho nên là đã ra một quyết định cho con nghỉ sớm trước thời hạn để con giữ gìn sức khỏe. Đó là mọi người đang lo cho tương lai của con sau này. Con nghe mà con muốn liệm đi. Thôi bây giờ con không có cần phải lo ai lo cho con hết, con tự lo cho bản thân con được. Không, chỉ không. Cần mọi người là đừng có đuổi con là được. Không, chú Lý nói đúng. Nhiệm vụ của con là bây giờ con phải nghỉ dưỡng để bồi bổ sức khỏe. Khi có sức khỏe rồi mình muốn tính cái gì tính sao. Chính xác. Nhưng mà con rất là khỏe, con đâu có tính cái gì đâu. Không, phải bồi dưỡng cơ thể, phải ăn uống cho có sức để mà làm một nhiệm vụ đúng. Rất là quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng. Ủa, ăn có sức làm nhiệm vụ quan trọng làm gì chú? Sanh con. Chú không muốn nói thẳng ra cho con đau lòng. Hiểu không? Hiểu rồi. Con hiểu rồi. Thì ra từ sáng giờ nãy giờ vòng vòng là vấn đề mọi người nói con bị yếu đúng không? Trời ơi, con tức quá, con tức con đập đầu vô con gối con chết. Làm vậy ảnh hưởng đến thần kinh em bé sau này lắm á. Con có bị đâu, con nói rồi con không bao giờ bị yếu. Có nguồn thông tin quan trọng mà còn chối. Bởi vậy làm sao mà chối được. Chú nói cái gì? Thông tin quan trọng hả? Chính xác. Ai nói với hai chú vậy? Vợ đó, Nguyễn Thị Lành, của cô sẽ chết tôi. Nguyễn Thị Lành là ai vậy? Lý Liên Ngọc, cô sẽ chết với tôi. Người nghèo khó, người nghèo khó, người giàu sang.